Rồi chúng ta có thể là trong cái lớp dạy của chúng ta thì các bạn thấy là có các cái bài quiz bên trường đã làm sẵn cho chúng ta. Mỗi môn học là có 8 bài quiz. Như vậy thì riêng chúng ta cũng có thể tự tạo cái bài này cho sinh viên của lớp mình làm vào những việc cần thiết. Thì các bạn sẽ chọn vào cái theme item nè. Add new item, các bạn chọn test. Vậy ở đây các bạn chọn test. Bạn sẽ gõ tiêu đề ở đây. Ví dụ bài làm thêm. Rồi, ở dưới này phần chú thích. Nếu như mà các bạn đã có cái file có sẵn rồi á thì các bạn chọn là select để các bạn import vào. Còn không thì các bạn sẽ copy test từ đâu đó cái đường link à, thì chúng ta sẽ chọn cái đầu tiên và tạo mới nếu chúng ta chưa có gì cả. Rồi sau khi mà mình có được cái này rồi thì đây là những thông tin chúng ta sẽ set cho cái bài quiz của mình giống như chúng ta set thông thường, là bắt đầu khi nào, kết thúc không khi nào. Cái phần này là phần setting. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta soạn câu hỏi. Chúng ta chọn tạo một câu hỏi. Ở đây nó hỏi là cái kiểu câu hỏi là gì, chúng ta chọn là đa lựa chọn. Nó hỏi là có phân nhóm cái câu hỏi này hay không. Nếu như các bạn có phân nhóm thì các bạn chọn vô. Còn nếu mà trong quá trình bạn tạo mới bạn chưa có phân nhóm nào, ví dụ như nhóm biết, nhóm nhận biết, nhóm thông hiểu, nhóm vận dụng thấp, vận dụng cao, vân vân, thì chúng ta sẽ tạo nhóm ở đây. Tạo nhóm ở đây. Còn mình thì tất cả các câu hỏi mình cho là ngang cấp nhau, cho nên mình không có tạo nhóm. Tạo. Ở đây tiêu đề của câu hỏi mình có thể là ghi là câu số 1. Bạn không cần phải ghi câu số 1 mà ví dụ như là bạn hỏi là bạn tên gì. Đó, mình hỏi vào đây ha. Bạn nam hay nữ? Giới tính để nó có sự lựa chọn. Giới tính. Thì ở chỗ này là chú thích. Chú thích của câu hỏi, còn ở đây là câu hỏi thực sự nè. Bạn hãy cho biết. Giới tính của bạn. Rồi. Xuống đây thời gian làm câu này là bao nhiêu? Bao nhiêu lâu? 1 phút. Sau khi mà xuất ra thì có trọn đáp án hay không? Rồi câu hỏi này là câu hỏi một single line. Ví dụ mình cho là nam. Giới tính của, nếu mà hỏi vậy thì nó khó trả lời quá, không có đúng sai. Câu hỏi một cộng một bằng ví dụ vậy. Bạn tính tính 1 cộng 1 và cho kết quả, ví dụ vậy. 1 cộng 1 bằng 1, net 1 cộng 1 bằng 2, chỗ này 2 điểm, 1 điểm, 1 cộng 1 bằng 3, 0 điểm, 1 cộng 1 bằng 0, 0 điểm, và lưu lại. Lưu lại sau đó quay trở ra soạn tiếp. Rồi khi mình quay trở ra thì nó cho mình câu hỏi nè, ID của câu hỏi nè, và cái này mình có thể bấm vô đây để edit quay trở lại soạn, hoặc là các bạn sẽ thêm câu hỏi để cho cái bài của mình nó có số lượng câu hỏi nhiều hơn. Rồi nếu mà xong hết rồi thì chúng ta có thể là quay trở ra cái phần import ha. Mình có thể xuất ra để cho mình import vào những cái lớp khác, để các bạn chọn export ở đây. Export thì nó hỏi là export theo kiểu gì. Chúng ta chọn export đầu tiên là tạo ra một cái test export file VA. Nó đang chạy nhé. Rồi sau khi mà nó chạy xong thì các bạn sẽ download cái này về. Download cái này về. Đó, download về thì
Các bạn sẽ sử dụng cái file này để mà import vô lại cho lớp khác, sử dụng cái file này để import vào lại cho lớp khác khi mà chúng ta import vào. Rồi bây giờ tôi sẽ ví dụ có một cái bài mà tôi import vô cái lớp khác của tôi, ví dụ như cái lớp hồi nãy lớp 04 mình thấy là đã có cái bài cộng điểm rồi, cộng điểm lớp 7 rồi đó. Bây giờ mình sẽ import cho lớp 11. Lớp 11 này chưa có đúng không? Mình sẽ chọn cũng new item. Để đây là bài cộng điểm lớp 7. Xuống chú thích mình ghi là bài cộng điểm lớp 7. Thầy ơi, Bây đừng giờ nghe mình cái không gì, có đừng xoáy nghe như gì lúc đó nãy nữa thầy. mà mình chọn import, thì chúng ta sẽ chọn ở đây nó có cái file và chúng ta chọn file để import vào open, cái file mà chúng ta xuất ra lúc nãy, import ra lúc nãy đó. Bị lỗi cái file, ok lấy file dưới, tại import nhầm á các bạn. Rồi sau khi mà chúng ta import xong thì nó có nè những câu hỏi của chúng ta nè, và các bạn chọn import. Sau khi các bạn import xong rồi thì những cái phần câu hỏi này các bạn cũng có thể chỉnh sửa giống như bình thường. Phần import các bạn sẽ vô chọn những câu hỏi mà chúng ta đã soạn rồi nè, chúng ta sẽ sửa bất kỳ câu hỏi nào. Đó, sau khi đó chúng ta vô đây chúng ta edit sửa. Vậy chúng ta đã hoàn thành cái phần làm cái bài trắc nghiệm cho riêng mình, cho riêng lớp của mình chủ động cái phần trắc nghiệm ha. Vậy các bạn có thể là tạo cái group giống như thế này, tạo cái folder trước, rồi lúc đó chúng ta mới tạo cái bài của chúng ta cho vào. Nếu như mà cái lớp của bạn có nhiều bài quiz do các bạn tự tạo ra thì các bạn tạo cái folder, còn không thì chúng ta sẽ tạo ở ngoài. Rồi hy vọng clip này có thể giúp ích được mọi người chủ động tạo các bài quiz trên LMS, và chúng ta cho sinh viên làm và chúng ta cũng có thể download điểm nhanh chóng giống như là những bài quiz đã được nhà trường làm. Chân thành cảm ơn mọi người.